Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài học 10, làm việc với thế bô. Bài học này sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách tạo ra và cách định dạng các thế bô trong phần mềm Dreamweaver. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu cấu trúc của một thế bô là như thế nào. Chúng ta sẽ đến với slide tiếp theo. Thì như các bạn thấy, đây là một ví dụ của tôi về phần thế bô. Chúng ta sẽ có một phần, đây là có thể gọi là một bảng dữ liệu. Bảng dữ liệu này sẽ gồm có các dòng. Chúng ta thấy là chúng ta có một dòng tiêu đề, đó là hình ảnh, tên khóa học, liên kết. Một dòng thông tin về khóa học thiết kế web với Joomla. Và một dòng thông tin về khóa học thiết kế web với Dreamweaver. Các dòng này trong thiết kế web chúng ta sẽ gọi là row. Ngược lại với các dòng thì chúng ta sẽ có các cột. Ví dụ cột hình ảnh sẽ chứa hình ảnh của các khóa học. Cột tên khóa học sẽ chứa các thông tin về tên của khóa học. Và các cột liên kết giúp cho chúng ta truy cập nhanh vào các khóa học. Các cột này thì chúng ta sẽ gọi là column. Như vậy, để thành lập được một table chúng ta sẽ cần có các dòng và các cột. Và chúng ta sẽ có các ô dữ liệu hay chúng ta gọi là cell. Như vậy thì các bạn cũng đã hình dung sơ lược qua thế nào là table. Bây giờ chúng ta sẽ truy cập vào phần mềm Dreamweaver để tiến hành tạo ra một table cho chúng ta. Tôi sẽ truy cập vào phần mềm Dreamweaver. Chúng ta sẽ tạo thêm một thư mục nữa và hôm nay chúng ta sẽ đi đến với thư mục thứ 10. Chúng ta click vào New Folder và chúng ta đặt tên đó là 10. Trong folder 10 này chúng ta sẽ tạo ra một file HTML mới. Tôi sẽ đặt là file 01. Và chúng ta double click vào file 01.html này. Tôi cũng thay đổi phần title đó là example 01. Chúng ta sẽ nhấn vào F12 để review với trình duyệt Chrome. Các bạn thấy là chúng ta đã hiển thị được file 01.html trong thư mục 10. Chúng ta sẽ quay lại phần mềm Dreamweaver. Để tạo ra một table thì chúng ta có các cách như là chúng ta vào phần Insert, chọn table, hoặc là chúng ta qua phần icon của menu Insert, chúng ta sẽ chọn là icon table. Khi insert table thì chúng ta có một bảng pop-up hiện lên. Giá trị chúng ta cần quan tâm đó là row, tất nhiên là table của chúng ta sẽ có mấy dòng. Ví dụ số dòng của chúng ta sẽ là 3. Column cho biết là table của chúng ta sẽ có mấy cột. Và phần table width đó là độ rộng của table. Bây giờ tôi sẽ nhấn thử OK và chúng ta sẽ thử xem kết quả nó xuất hiện như thế nào. Thì khi tôi click vào nút OK, các bạn thấy là chúng ta đã tạo ra được một table với là 4 cột và 3 dòng. Như vậy các bạn thấy là để tạo ra một table chúng ta thực hiện rất đơn giản. Bây giờ để định dạng tiếp các thuộc tính cho table này, các bạn thấy là chúng ta sẽ chọn vào một table. Ở đây nó sẽ liệt kê các thuộc tính của table. Ví dụ như là row đang là giá trị 3 và column sẽ là 4 và chiều rộng của table là 800 pixel. Bây giờ các bạn thấy chúng ta có giá trị là border, hiện tại nó đang mang giá trị 1. Nếu tôi đưa nó về giá trị 0 thì các bạn thấy là phần table của chúng ta với các đường viền đã biến mất. Chúng ta sẽ thử review lại trình duyệt Chrome. Chúng ta sẽ vào lại Chrome và chúng ta refresh. Các bạn thấy là chúng ta không có gì xuất hiện cả. Tuy nhiên nếu chúng ta sử dụng chức năng Embed Element để kiểm tra thì chúng ta thấy là chúng ta đã tạo được một table với phần border là 0 nên hiện thời những dữ liệu ở đây không hiển thị cho chúng ta. Tôi sẽ quay lại Dreamweaver và tôi sẽ truy cập lại phần Task Table. Tôi sẽ thay đổi phần border ví dụ là 5. Các bạn thấy là đường viền ở ngoài nó đã tăng lên chúng ta. Chúng ta sẽ thử refresh lại trình duyệt Chrome. Như vậy thì các bạn đã hiểu thế nào là giá trị border. Chúng ta sẽ đi đến ví dụ thứ hai. Tôi sẽ vào file CSS và chúng ta sẽ đi đến ví dụ 02. Tôi nhấn vào nút Save. Bây giờ chúng ta sẽ xóa đi table này. Thì để xóa table, chúng ta sẽ phủ khối table đó và chúng ta nhấn vào nút Shift Delete.
thì lập tức thì phần table của chúng ta đã được xóa. Bây giờ tôi sẽ tạo lại một table. Tôi vào Insert Table. Phần row tôi vẫn giữ giá trị là 3, column vẫn là 4. Bây giờ chúng ta sẽ quan tâm phần caption và phần summary. Ví dụ phần caption tôi sẽ nhập như là danh sách các khóa học, và phần summary tôi sẽ nhập là danh sách các khóa học của GenVM. Sau đó chúng ta nhấn vào nút OK. Bây giờ các bạn thấy là phía trên phần table của chúng ta đã được bổ sung thêm một phần test với nội dung là danh sách các khóa học. Nếu chúng ta qua thẻ code để kiểm tra, các bạn thấy là phần table của chúng ta được định nghĩa bằng một thẻ HTML, đó là thẻ table. Và phần danh sách các khóa học sẽ nằm trong phần thẻ caption. Và ở dưới này là các thẻ TR, TH, chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Chúng ta sẽ có thêm một phần summary. Đây là một thuộc tính của thẻ table. Và chúng ta có giá trị của thuộc tính summary, đó là danh sách các khóa học của GenVN. Tôi sẽ thay đổi phần title này lại. Và chúng ta sẽ review với trình duyệt Chrome. Các bạn thấy là bây giờ phần table của chúng ta đã được hiển thị. Tôi sẽ vào lại phần Reviewer. Chúng ta qua tab Design. Chúng ta click vào phần table. Và bây giờ chúng ta thấy là phần Sales Path và phần Sales Page chúng ta chưa tìm hiểu, nên chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu hai giá trị này. Đầu tiên đó là phần Sales Path, có nghĩa là Sales Path Din. Ví dụ tôi sẽ nhập vào giá trị là 10. Và chúng ta sẽ click vào phần làm việc. Các bạn thấy là phần kích thước của các ô dữ liệu đã được tăng lên cho chúng ta. Nếu chúng ta quay lại phần table, tôi đưa nó về giá trị 0. Và bây giờ tôi sẽ nhập vào giá trị, ví dụ như là hình ảnh. Sau đó chúng ta click ra ngoài. Các bạn thấy là khoảng cách giữa phần hình ảnh với các phần lề trên và lề dưới là rất hẹp. Nếu chúng ta muốn tăng phần khoảng cách này, chúng ta có thể dùng đến phần thuộc tính, đó là Cell Path. Chúng ta tăng nó lên thành 2. Thì các bạn thấy là phần khoảng cách này đã được tăng cho chúng ta. Như vậy thì các bạn cũng hiểu được ý nghĩa của việc dùng thuộc tính Cell Path. Bây giờ tôi sẽ quay lại phần Table. Chúng ta sẽ đến với phần Cell Page. Tôi sẽ nhập vào giá trị là 10. Thì các bạn thấy là khoảng cách giữa các ô lúc này đã tăng lên. Như vậy giá trị Cell Page sẽ là khoảng cách giữa các ô, và giá trị Cell Path sẽ là khoảng cách giữa nội dung bên trong của các ô so với các đường viền bên ngoài. Vậy là chúng ta cũng tìm hiểu xong hai thuộc tính là Cell Path và Cell Page của Table. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến các ví dụ khác. Chúng ta sẽ vào file CMS. Chúng ta sẽ đến với file 03. Tôi tiếp tục nhấn vào nút Save. Tôi thay đổi phần title, đó là Example 03. Quay lại vấn đề của chúng ta là muốn xóa phần table này, thì chúng ta sẽ phủ khói nó, sau đó chúng ta nhấn vào phím Shift Delete. Tuy nhiên khi chúng ta chỉ phủ khói các phần ô này và chúng ta nhấn phím Delete, thì các nội dung bên trong của các ô sẽ được xóa cho chúng ta. Đây là một điều chúng ta cần lưu ý. Hoặc là các bạn sẽ sử dụng cách xóa table bằng cách là chọn vào phần table, sau đó sẽ chọn phần Remove Task. Tuy nhiên đối với table thì chúng ta sẽ không thực hiện được chức năng đó. Bây giờ tôi sẽ nhập nội dung cho phần row đầu tiên. Ở cột thứ nhất chúng ta sẽ nhập là hình ảnh. Tiếp theo ở đây sẽ là phần khóa học hay là tên khóa học. Và cột thứ ba của chúng ta sẽ là liên kết. Và chúng ta sẽ nhấn phím Ctrl S, sau đó chúng ta sẽ thử review với trình duyệt Chrome. Các bạn thấy là phần nội dung của chúng ta vẫn hiển thị bình thường. Tuy nhiên tôi sẽ thay đổi khoảng cách giữa các ô để cho nó nhìn đẹp hơn một tí. Tôi sẽ quay lại phần mềm Reviewer. Chúng ta sẽ chọn vào phần Table và Cell Page, tôi sẽ cho nó là 0. Các bạn thấy là các khoảng cách nó đã được dính với nhau, chúng ta sẽ dễ quan sát hơn. Bây giờ một vấn đề đặt ra là tôi có thể thay đổi chiều rộng cho cột, cho hàng đầu tiên này hay không? Ví dụ tôi muốn nó tăng lên phần chiều rộng thì tôi có thể là chọn vào ô mà tôi muốn tăng. Sau đó các bạn thấy là chúng ta có hai giá trị W và giá trị H. Hai giá trị này tương đương với phần width và phần height. Ví dụ phần width tôi sẽ nhập cho nó là 200 pixel.
Và phần 2 tôi sẽ nhập cho nó là 150. Các bạn thấy là chúng ta đã tăng được kích thước cho phần cột đầu tiên. Tuy nhiên lúc đầu các bạn thấy là chúng ta định nghĩa cho phần table của chúng ta tổng cộng là 800 pixel. Và bây giờ nếu tôi tăng phần width này lên thành là 800 thì các bạn thấy là các cột còn lại nó sẽ thu hẹp lại. Do đó thì chúng ta phải cần cân nhắc khi điều chỉnh độ rộng của các cột này. Hoặc là các bạn có thể là không set phần width cho phần table của chúng ta mà chỉ set phần width cho các cột. Thì lúc này phần hình ảnh của chúng ta đã mang giá trị chính xác đó là 800 pixel. Thì để dễ nhìn hơn tôi sẽ đưa nó về giá trị là 200 pixel. Thì các bạn thấy là chúng ta đã thay đổi được chiều rộng và chiều cao của một ô trong table, hay chúng ta sẽ còn gọi ô này là cell. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến một vấn đề. Tôi sẽ định dạng cho phần tên khóa học là 200 và phần liên kết cũng sẽ là 200 để chúng ta dễ quan sát hơn. Phần ô cuối cùng chúng ta cũng đưa nó về giá trị là 200. Bây giờ giống trong hình vẽ của chúng ta, các bạn có thể thấy là ở góc phải này thì phần liên kết nó sẽ được nhập thành hai ô. Tất nhiên hai ô này sẽ được nhập chung lại và nó sẽ mang một ô duy nhất với giá trị là liên kết. Thì để thực hiện điều đó, chúng ta sẽ phủ khối vào hai ô mà chúng ta muốn nhập. Ở phía dưới phần property này, các bạn thấy chúng ta có một icon biểu tượng cho hai phần ô được hợp lại với nhau. Thì chúng ta sẽ click vào icon này. Thì các bạn thấy là hai cột của chúng ta đã được nhập thành một cột duy nhất và giá trị của nó là liên kết. Chúng ta cũng có thể là thu hẹp phần chiều cao bằng cách là di chuyển trực tiếp ở đây. Các bạn thấy là chúng ta đã thu hẹp được phần chiều cao của hàng đầu tiên để cho nó dễ nhìn hơn một tí. Như vậy thì chúng ta đã biết cách gom hai cột thành một cột. Bây giờ nếu mà chúng ta có hai hàng mà chúng ta muốn gom hai hàng này thành một hàng duy nhất thì chúng ta cũng phủ khối nó. Sau đó chúng ta cũng chọn chức năng là mẹt. Thì các bạn thấy là hàng thứ 2 và hàng thứ 3 đã được nhập chung lại. Tuy nhiên nếu chúng ta lỡ thực hiện thao tác là mẹt, tất nhiên là nhập hai hàng lại. Bây giờ tôi muốn nó lại tách ra như cũ thì chúng ta sẽ thực hiện đến thao tác là flip. Các bạn thấy là kế bên phần mẹt của chúng ta sẽ có một icon biểu tượng của hai ô sẽ bị tách rời nhau và chúng ta sẽ thử click vào phần icon này. Ở đây có một cửa sổ bấp bấp hiện lên cho chúng ta, hỏi là chúng ta muốn cắt theo phần cột hay là phần hàng. Tôi sẽ chọn là cắt theo phần hàng và số hàng mà tôi muốn cắt sẽ là 2. Sau đó chúng ta nhấn OK. Lập tức các bạn thấy là phần ô của chúng ta đã được tách ra thành 2 hàng. Tương tự, nếu mà ở đây tôi muốn thêm vào một cột nào nữa thì tôi sẽ chọn nó và tôi sẽ click vào nút flip. Bây giờ tôi sẽ cắt theo cột và số cột tôi muốn hiển thị ra, ví dụ tôi sẽ tăng lên đó là 3. Tôi nhấn OK. Thì các bạn thấy bây giờ cột này đã được chia thành 3 cột nhỏ nữa. Chúng ta cũng có thể là thực hiện thao tác flip hoặc mẹt bằng cách là sử dụng menu chuột phải. Chúng ta sẽ click phải và chúng ta sẽ chọn vào phần table và chúng ta sẽ chọn vào list cell hoặc là mẹt cell tùy theo yêu cầu của chúng ta. Bây giờ tôi sẽ mẹt 3 cột này lại thành một cột duy nhất thì chúng ta sẽ phủ khối nó. Tôi tiếp tục vào phần table và chúng ta sẽ chọn vào phần mẹt cell. Các bạn thấy là 3 cột của chúng ta đã được nhập thành một cột duy nhất. Bây giờ đối với cột tên khóa học, tôi muốn thêm một cột nữa. Đó là cột miêu tả cho khóa học nằm ở bên phải của cột tên khóa học. Thì tôi sẽ phủ khối vào cột tên khóa học. Tôi tiếp tục click phải, chọn vào table và chúng ta có một chức năng đó là insert column. Chúng ta sẽ click thử. Thì các bạn thấy bây giờ tôi đã tạo ra được một cột nữa. Tuy nhiên nó nằm bên trái so với cột tên khóa học. Do đó khi mà chúng ta tiến hành insert một cột nào đó thì mặc định nó sẽ nằm bên trái cột mà chúng ta phủ khối. Ngược lại với chức năng thêm cột là chúng ta sẽ thêm hàng. Ví dụ chúng ta đang có 3 hàng mà chúng ta muốn thêm một hàng mới thì cách lẹ nhất là chúng ta sẽ click phím Tab. Các bạn thấy là tôi click phím Tab thì tự động nó sẽ thêm một hàng mới cho chúng ta. Hoặc là chúng ta sẽ click phải
chúng ta chọn vào Table và chúng ta sẽ chọn là Insert Row, thì các bạn thấy là hàng của chúng ta đã được thêm. Tương tự Table Insert Row thì hàng của chúng ta đã được thêm. Để xóa đi các hàng này thì chúng ta sẽ chọn vào hàng cần xóa và chúng ta click vào nút Delete. Chúng ta cũng có thể xóa nhiều hàng bằng cách phủ khói vào các hàng mà chúng ta muốn xóa. Sau đó chúng ta click vào nút Delete. Tương tự với xóa hàng thì chúng ta sẽ có cách là để xóa cột. Chúng ta sẽ chọn cột cần xóa. Chúng ta cùng nhấn phím Delete thì cột sẽ được xóa đi cho chúng ta. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn là thêm cột hoặc thêm hàng. Ví dụ là khi nãy đến giờ các bạn thấy là mỗi lần chúng ta muốn thêm cột hoặc thêm hàng thì giá trị của nó chỉ là một cột hoặc là một hàng. Bây giờ tôi muốn thêm hai cột nằm ở bên tay phải của cột tên khoa học thì tôi sẽ thực hiện như sau. Tôi click phải vào cột tên khoa học, tôi chọn phần Table. Thông thường thì chúng ta sẽ chọn là Insert Column và nó nằm ở bên tay trái của cột tên khoa học. Bây giờ chúng ta sẽ xuống một tùy chọn kế đó là Insert Row hoặc là Column. Chúng ta sẽ chọn chế độ đó là Insert Column và số column tôi muốn insert đó là 2. Và nó sẽ nằm phía sau cột mà tôi đang chọn. Sau đó tôi click OK. Thì các bạn thấy là tôi đã thêm được hai cột nằm phía sau cột tên khoa học. Tương tự, ví dụ tôi nhập ở đây giá trị là test. Tôi muốn thêm hai dòng nữa nằm phía trên dòng test này. Ở đây tôi sẽ đặt là 01 để các bạn biết là giữa phần test và phần 01 nó có khoảng cách là một dòng. Chúng ta sẽ thêm hai dòng nữa vào trước phần test và sau phần 01. Tôi sẽ chọn vào phần test. Chúng ta vào Table chọn là Insert Row hoặc là Column. Chúng ta sẽ tiến hành Insert Row và số dòng chúng ta muốn insert ví dụ là 4. Và chúng ta sẽ chọn là Above, tất nhiên là ở phía trên phần mà chúng ta chọn. Chúng ta nhấn OK. Thì đây các bạn thấy khoảng cách giữa hàng 01 và hàng test của chúng ta đã tăng lên thêm 4 hàng nữa do là chúng ta đã thực hiện chức năng insert. Vậy là các bạn đã biết cách insert, cắt hoặc là mẹt các dòng hoặc là các cột của chúng ta. Bây giờ nếu chúng ta muốn nhập dữ liệu vào các ô này thì chúng ta chỉ việc click trực tiếp vào ô mà chúng ta muốn nhập, sau đó chúng ta sẽ nhập vào giá trị. Ví dụ bây giờ tôi sẽ xem file này lại. Chúng ta sẽ đến với file 04 và tôi nhấn vào nút Save. Chúng ta sẽ xóa đi hai cột không cần thiết này và chúng ta chỉ giữ lại là ba dòng, một dòng tiêu đề và hai dòng chứa các nội dung của chúng ta, cho giống như hình vẽ mà các bạn đã thấy ở góc phải này. Ở phần hình ảnh, chúng ta sẽ chèn các hình ảnh giống như là phần ví dụ của chúng ta. Trước tiên thì chúng ta cần chuẩn bị các thư mục chứa hình ảnh để chúng ta chèn vào phần cột hình ảnh này. Chuẩn bị sẵn một thư mục hình ảnh, các bạn có thể quan sát thấy. Chúng ta có một folder hình ảnh và một tập tin link. Tập tin này chứa các liên kết đến các khóa học của chúng ta. Tôi sẽ truy cập lại Dreamweaver. Chúng ta sẽ click phải vào thư mục 10 này và chúng ta nhấn vào nút Explore để chúng ta đi đến phần sụt code của folder 10. Chúng ta sẽ đi lại phần sụt mà chúng ta đã chuẩn bị. Tôi sẽ copy hai giá trị này. Chúng ta sẽ vào folder 10 và chúng ta paste hai tập tin và thư mục này ra. Bây giờ tôi sẽ quay lại Dreamweaver và chúng ta sẽ thử refresh lại folder 10. Thì các bạn thấy lúc này chúng ta đã được một tập tin link.tt và một folder email chứa hai hình ảnh tương đương với hai khóa học của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta sẽ thêm phần hình ảnh này vào các ô tương ứng. Đầu tiên đó là hình Joomla. Chúng ta sẽ kéo trực tiếp phần Joomla vào ô mà chúng ta muốn insert. Sau đó chúng ta sẽ nhập phần alternate cho nó, đó là Joomla. Chúng ta nhấn OK. Như vậy các bạn thấy hình ảnh Joomla đã được chèn vào thành công. Tôi sẽ xóa đi phần test 01 này. Tiếp theo đó là hình Dreamweaver. Chúng ta nhập giá trị là Dreamweaver. Chúng ta nhấn OK. Và chúng ta sẽ kéo phần kích thước của Joomla nó tương đương với hình Dreamweaver để chúng ta là có thể là trình bày đẹp hơn. Như vậy thì phần hình ảnh chúng ta đã chuẩn bị xong. Tiếp theo đó là phần tên khóa học.
Ví dụ khóa học đầu tiên của chúng ta đó là khóa học thiết kế web với Joomla, và khóa học thứ hai đó là khóa học thiết kế web với Dreamweaver. Như vậy phần hình ảnh và phần tên khóa học chúng ta đã nhập xong. Bây giờ là các phần liên kết. Chúng ta sẽ mở file link.tt và chúng ta sẽ copy hai giá trị link này. Đầu tiên đó là phần Joomla. Chúng ta sẽ quay lại file 04 và paste vào ô đầu tiên. Đây là phần link ở forum và tiếp theo đó là phần link ở trang chủ. Chúng ta cũng paste vào ô thứ hai. Tương tự cho khóa học Dreamweaver. Đây là phần link ở forum. Và chúng ta tiếp tục copy phần link ở trang chủ. Và bây giờ chúng ta sẽ thử review với trình duyệt Chrome. Tuy nhiên tôi sẽ thay đổi phần title này lại, đó là phần example 04. Và chúng ta sẽ nhấn F12 để review. Các bạn thấy bây giờ phần nội dung của chúng ta đã chuẩn bị thành công. Chúng ta sẽ tiếp tục định dạng cho nó giống với phần ví dụ của chúng ta.